Chân Mệnh Đế Tiên, tập 224. Băng Nhi, chính Dương Lão Tổ dùng đại thần thông đưa Cơ Tuyết Băng về bên phía mình, sau đó không quên ném ánh mắt phẫn nộ về phía nhóm người của Thanh Vân Lão Tổ đang truy sát phía sau. Nhóm người phía Thanh Vân Lão Tổ hắng giọng, biết không thể giết Cơ Tuyết Băng nên chuyển mục tiêu sang Doãn Chí Bình và Diệp Đế Hào. Phía bên này Doãn Chí Bình đã chuyển hướng, ngay khi kẻ mạnh của Chính Dương Tông xuất hiện, hắn cũng sát phạt theo hướng mà Diệp Đế Hào bỏ chạy. Thấy vậy, cho dù là kẻ mạnh của Chính Dương Tông hay Thanh Vân Tông thì đều sát phạt về phía Diệp Đế Hào và Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình là trưởng giả của Hằng Nhật Tông, thực lực mạnh mẽ, giết hắn không những có thể tái tạo lại Hằng Nhật Tông mà còn có thể trừ khử đi đại địch trong tương lai. Chỉ có Tần Vũ mà Diệp Đế Hào đang vào vai, bọn họ hận tới tận xương tủy. Bọn họ đã muốn giết tên này từ lâu lắm rồi. Cho dù là Doãn Chí Bình hay Diệp Đế Hào thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho bất cứ tên nào. Đối với bọn họ mà nói, giết đi hai tên này chỉ có tốt chứ không có xấu. Chạy! Trong hư không náo nhiệt là tiếng thét gào của Diệp Đế Hào. Anh chạy phía trước, Doãn Chí Bình chạy phía sau. Sau hai người chính là kẻ mạnh của Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông đuổi theo. Cả 18 người ở cảnh giới chuẩn thiên, gần 100 người cảnh giới không minh đỉnh phong, người nào người nấy sát khí ngút trời. Còn phía sau Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông là những người tới xem trận chiến vây lại từng đám đen kịt. Cảnh tượng thực sự náo nhiệt, đúng là thực sự rất náo nhiệt. Có điều mà náo nhiệt hay vẫn còn ở phía sau. Uinh uinh. Không lâu sau đó, ở phía mà Diệp Đế Hào bỏ trốn, vang lên từng tiếng động kinh thiên động địa, có thần quang che trời, có mây mù che lối, có từng ngọn núi sụp đổ. Ôi trời! Sau tiếng thét kinh ngạc, Diệp Đế Hào lại lồm cồm vừa bò vừa chạy quay lại, cơ thể nhếch nhác thảm hại. Ấy, sao lại quay lại rồi? Những kẻ xung quanh bất ngờ lần lượt nhìn về phía sau Diệp Đế Hào. Ập vào mắt bọn họ chính là sương khói che lấp, mấy chục kẻ mạnh đang sát phạt đến, có kẻ ngự giá trên phi kiếm, có kẻ ngự trên sương mù, khí thế sục sôi. Những nơi bọn họ đi qua thì không gian nứt lìa bằng tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Khí thế bên này quá mạnh mẽ, nếu nhìn kỹ lại thì há chẳng phải là kẻ mạnh của Hằng Nhật Tông hay sao? Mà người dẫn đầu chính là Thông Huyền Chân Nhân. Phía bên này, Doãn Chí Bình thấy phía Thông Huyền Chân Nhân sát phạt đến thì mừng rỡ ra mặt. Hắn được Thông Huyền Chân Nhân đưa về phía bên mình. Có điều Diệp Đế Hào lại chẳng ra làm sao. Anh bị kẻ mạnh của Hằng Nhật Tông chặn đầu phải quay lại, định chuồn đi tiếp, nhưng kẻ mạnh của Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông đã sát phạt tới từ hai hướng. Mẹ kiếp! Diệp Đế Hào lên tiếng mắng chửi. Anh quay đầu ngay lập tức. Nhìn khoảng vài giây ngắn ngủi, khi kẻ mạnh của Tam Tông chưa bao vây thì anh phải chuồn đi cho thật nhanh. Giết cho ta! Kẻ mạnh của Chính Dương Tông gằn lên phẫn nộ, cứ thế sát phạt về phía Diệp Đế Hào. Lần này bọn họ vợ phải dốc hết sức truy sát Diệp Đế Hào. Không nói tới chuyện trong hố thần, chỉ nói tới chuyện trước đó không lâu, Diệp Đế Hào bắt thánh nữ của Chính Dương Tông và lừa bọn họ không biết bao nhiêu tiền chuộc mà không thả người, khiến Chính Dương Tông mất hết thể diện. Sát khí của bọn họ đối với Diệp Đế Hào đã lên cao tới mức không thể nào kiềm chế được nữa. Sư tổ, Cơ Tuyết Băng định nói gì đó nhưng đã muộn, vì nhóm lão tổ của Chính Dương Tông đã sát phạt lên phía trước. Thấy vậy, Cơ Tuyết Băng cũng vội đuổi theo. Mặc dù cô cũng nhiều lần muốn giết chết Diệp Đế Hào nhưng lại không muốn nhìn thấy anh chết thảm, chỉ vì tên tiện nhân đó đã từng giúp cô lúc cô gặp nguy hiểm. Giết cho ta! Kẻ mạnh của Thanh Vân Tông hô hào sát phạt về phía trước. Đối với Diệp Đế Hào, bọn họ đã hận anh tới tận xương tủy. Nếu không phải là anh thì thánh nữ của bọn họ sẽ không mất tích. Thánh tử của bọn họ sẽ không mất tích. Nếu không vì anh gây rối thì trong trận hỗn chiến của Tam Tông, bọn họ đã bắt sống được Cơ Tuyết Băng và tới giờ cũng không tới mức bị động như vậy. Giết cho ta! Kẻ mạnh của Hằng Nhật Tông cũng vọt lên. Mặc dù bọn họ và Diệp Đế Hào không có thù oán quá lớn, nhưng bọn họ đều là những kẻ cay nghiệt. Uy lực mạnh mẽ của Diệp Đế Hào là mối uy hiếp lớn đối với Hằng Nhật Tông. Giết cho ta! Sau Hằng Nhật Tông lại là những người không biết của thế lực nào sát phạt đến. Về cơ bản bọn họ đều muốn bắt sống được Diệp Đế Hào để giành về tiền thưởng. Những ngày này vì số tiền thưởng hậu hĩnh của Chính Dương Tông mà bọn họ lập thành đội đi bắt Diệp Đế Hào. Ấy thế mà không những không bắt được người mà còn mệt thân. Nghĩ tới cơ hội tốt ngay trước mặt như vậy, bọn họ sao có thể bỏ qua cho tên tiện nhân mặt dày Diệp Đế Hào được. Thế rồi
cả hư không như náo loạn. Bóng hình mỏng manh đơn độc của Diệp Thế Hào tháo chạy ở phía trước. Phía sau anh chính là kẻ mạnh của Tam Tông. Hơn sau nữa là những kẻ mạnh muốn bắt Diệp Thế Hào để lấy tiền. Rồi tiếp đến là những kẻ đến xem nhàn rỗi. Quỳnh quỳnh! Giữa đất trời vang lên từng tiếng động dữ dội. Từng bóng hình đen kịt nối tiếp nhau. Người nào người nấy bắn ra thần quang, khí thế mạnh mẽ, sát khí ngút trời. Trưởng ảnh, thần hồng, kiếm mang, trưởng ấn, binh khí, trận đồ đều được tung ra. Mẹ kiếp, có gan thì đánh một mình với ta. Phía trước Diệp Đại Hào đang tháo chạy thục mạng chốc chốc, lại quay đầu lại mắng chửi. Cảnh tượng hiện giờ anh đã từng nghĩ tới, nhưng anh không thể ngờ kẻ mạnh của Tam Tông lại sát phạt tới nhanh như vậy, khiến cục diện đang tốt đẹp lại trở nên hỗn loạn. Lúc này số lượng người đuổi theo anh không phải một hay hai người mà cả một đám đông. Lúc này những kẻ đuổi theo anh không phải những kẻ vô dụng. Hơn 30 người ở cảnh giới chuẩn thiên, gần 300 người ở cảnh giới không minh đỉnh phong, gần 1.000 người ở cảnh giới không minh. Đây là một trận thế lớn đến mức nào chứ? Trước đó không lâu, anh còn đang mắng chửi phía trung gian không phái vài người tới, nhưng giờ xem ra bọn họ không tới là đúng, vì có bao nhiêu người đến cũng không đủ sức đối đầu với đám xuất sinh đuổi theo đằng sau. Cái gì? Hơn 30 tu sĩ cảnh giới chuẩn thiên, hơn 1.000 tu sĩ cảnh giới không minh, tất cả chỉ vì đuổi theo một người ở cảnh giới không minh sao? Có cần phải tạo ra động tĩnh lớn như vậy hay không? Tin tức này lập tức được đồn khắp Bắc Sở, sau đó được truyền khắp Đại Sở. Sau khi nghe thấy tin này, kể cả là tu sĩ mạnh ở cảnh giới chuẩn thiên thì cũng bất giác tặc lưỡi. Động tĩnh nhỏ thì không phải là sát thần Tần Vũ ta nữa. Có người thở dài, cũng đúng, tên tiện nhân mặt dày đó, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại động tĩnh kinh người. Lần này nếu mà hắn còn trốn được thì ta mang theo họ của hắn luôn. Có rất nhiều người vuốt râu, mặt mày tỏ ra vẻ thú vị. Diệp Đào ở chạy ở phía trước đã lẻn vào một tràng núi. Phía sau anh là từng đám người đông như kiến truy sát vào bên trong. Phía sau nữa là từng ngọn núi sừng sững sụp đổ. Đợi tới khi Diệp Đào chạy được ra ngoài thì cả rặng núi đã không còn. Tất cả đều bị đám xúc sinh đằng sau dẹp bằng. Phía trước, Diệp Đào nhảy vào một dòng sông. Phía sau, từng bóng người như lũ sát phạt đến. Hơn nữa, chỉ thấy từng ngọn sóng cuộn đào trào. Đợi tới khi Diệp Đào chuồn ra ngoài thì dòng sông không còn nguyên dạng như trước mà đã hóa thành khô cạn. Phía trước, Diệp Đào bay vút vào Thương Nguyên. Phía sau, từng bóng hình choán đầy trời đất sát phạt vào. Thế nhưng, chỉ thấy Thương Nguyên vỡ vụn. Đợi tới khi nhóm xúc sinh kia sát phạt qua thì Thương Nguyên đã trở thành vực sâu thăm thẳm. Dùng thiên kiếp ép đám chó chết này mới được. Bên trong địa giới của chính nhân tông, Thái Hư Cổ Long cũng đã nhảy dựng lên. Nó gào thét. Thiên kiếp. Diệp Đào chợt nhướng mày. Anh không quên liếc nhìn vào hư không. Hơn 30 tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên, hơn 1.000 tu sĩ ở cảnh giới không minh. Thiên kiếp này nếu như giáng xuống thì chém chết bọn chúng, nghe theo ta, không sai đâu. Thái Hư Cổ Long gầm lên thúc giục, chém chết đám khốn kiếp này đi. Diệp Đại Hào lập tức xắn tay áo, anh cũng lớn giọng, đúng là chém chết, chém. Trời đã gần sáng, ánh dương ấm áp bắt đầu chiếu rọi khắp mặt đất. Nhưng Nam Sở sau một đêm náo nhiệt thì đến giờ vẫn còn náo nhiệt. Đưa mắt nhìn ra xa thì ta từng đám người đen kịt choán cả bầu trời, mặt đất giống như hải triều. Có kẻ truy sát Diệp Đại Hào, cũng có kẻ chạy tới xem kịch hay. Vả lại cả đoạn đường truy sát khiến người ở tứ phương vây lại càng lúc càng đông. Có điều khiến người ta phải giơ tay tán thưởng, đó là nhiều người như vậy nhưng lại không có kẻ nào đuổi kịp Diệp Đế Hào. Lúc này đám người truy sát Diệp Đế Hào mặt mày đều tối sầm cả lại. Những khuôn mặt đen như than. Bao nhiêu người như vậy? Hơn 30 tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên, hàng nghìn tu sĩ ở cảnh giới không minh. Một trận dung kinh khủng như vậy mà lại không thể truy sát được một tu sĩ ở cảnh giới không minh, như vậy còn đâu mặt mũi nữa chứ. Rẹt. Diệp Đại Hào lại chuồn vào trong một tràng núi. Rầm rầm. Giây phút sau đó, từng đòn công kích rợp trời giáng xuống. Một tràng núi đang yên bình thì lập tức sụp đổ hơn một nửa. Chết chưa? Đợi tới khi mây và khói tản đi,
những kẻ quan sát với khẽ giọng lên tiếng. Ê! Đất trời vốn dĩ nên sáng lạn thì dần dần tối đen, khiến rất nhiều người phải kinh ngạc. Bọn họ lần lượt nhìn vào hư không. Đùng đoang! Trên hư không vang lên từng tiếng sấm rền khiến người ta bật giác giật mình. Tiếp đó, mây đen kéo đến dày đặc, cả bầu trời như bị che lấp, cứ thế đè nén khiến mặt đất nứt lìa. Trong đám mây đen, từng đạo lôi điện như từng con rắn vồn qua, một sự uy nghiêm và ý chí không cho phép xâm phạm hiển hiện. Đây là vì sao chứ? Tất cả mọi người đều nhìn về hư không, đặc biệt là khi cảm nhận được uy lực khủng khiếp kia, bọn họ buộc phải tạm thời ngừng chiến. Sấm sét mạnh quá. Là những kẻ mạnh mà đến lời nói cũng trở nên run rẩy. Là thiên kiếp. Sắc mặt của những tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên của Tam Tông đều thay đổi. Thiên kiếp. Là ai đang độ thiên kiếp chứ? Trong tiếng trầm trồ kinh ngạc, đây là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu tất cả mọi người. Lúc này ai còn quan tâm Diệp Đào sống hay chết? Từng cặp mắt đều đổ dồn vào hư không. Là ông nội của các ngươi đây. Sau tiếng gằn giọng, Diệp Đế Hào bị đánh một trận, bên trong từng tảng đá vỡ vụn nhảy ra. Anh bay lên trời, đạp vào hư không. Có lẽ vì sắp độ kiếp nên trong tiếng hét của anh còn có cả tiếng sấm sét khiến kẻ mạnh từ tứ phương đều run rẩy. Thiên kiếp, là thiên kiếp của Tần Vũ. Lúc này tất cả mọi người đều nghĩ tới việc liên quan đến Bắc Chấn Thương Nguyên. Cảnh tượng lúc đó với lúc này không khác gì nhau. Bùm! Tiếng nổ âm trời vang lên tách đi suy mạch suy nghĩ của bọn hắn. Bên trong hư không đã có từng đạo sấm sét giáng xuống. Phá! Diệp Đế Hào lao vút lên trời, vung ra một đấm, đánh tan đạo lôi điện kia. Uân uân! Hành động của Diệp Đế Hào như khiến trời xanh phẫn nộ, sấm sét mạnh mẽ giáng xuống. Lui! Mau rút lui! Lão tổ của Tam Tông lần lượt gần lên. Bọn họ là những người có tầm quan sát thế nào chứ? Sao có thể không nhìn ra được ngụ ý của Diệp Đế Hào? Lúc này anh dẫn thiên kiếp đến thì đương nhiên là muốn kéo bọn họ vào độ kiếp cùng. Chạy đi đâu? Diệp Đế Hào không nói lời nào, anh cứ thế sát phạt về phía đông người nhất. Sau sự di chuyển của anh, biển thiên lôi được hình thành bởi sấm sét cũng di chuyển theo. Anh đi tới đâu, biển thiên lôi chạy tới đó. Đương nhiên tất cả những người bên trong phạm vi của biển thiên lôi đều bị kéo đi ứng kiếp. Ôi trời! Thấy Diệp Đế Hào sát phạt tới, tất cả mọi người đều lên tiếng mắng chửi. Bọn họ không dám nói thêm lời nào, cứ thế quay đầu, cắm đầu bỏ chạy. Có điều, không phải tất cả mọi người đều may mắn trốn thoát trong phút chốc. Hơn một nửa số người về cơ bản đều bị thiên lôi giáng xuống. Râm râm rẹt rẹt! Vì có quá nhiều người bị kéo đi ứng kiếp nên uy lực của thiên kiếp trong chốc lát mạnh lên rất nhiều. Phạm vi của biển thiên lôi cũng nhanh chóng được mở rộng, bao trùm lấy cả đất trời trong bán kính hàng trăm nghìn trượng. Phụt phụt phụt. Ngay lập tức từng bóng người trúng thiên lôi, máu me, xương cốt bay tứ tung. Rất nhiều người ngay lập tức bị thiên kiếp xé thành cả đám huyết vụ. A! Tiếp đó từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Đất trời vốn dĩ đang yên bình thì chỉ trong chốc lát biến thành cảnh tượng như giết lợn. Thiên kiếp liên tiếp giáng xuống. Nơi nào có thiên kiếp đi qua thì núi non sụp đổ, mặt đất nứt lìa, cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Vừa rồi ông kêu to nhất. Diệp Đào nói rồi tung một nắm đấm phá tan một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, sau đó cứ thế sát phạt về phía Chính Dương lão tổ. Người đúng là đáng chết. Thấy Diệp Đế Hào lao vút về phía mình, Chính Dương lão tổ gằn lên phẫn nộ. Nhưng cho dù mắng chửi như vậy, nhưng ông ta cũng phải lập tức quay người tháo chạy. Chạy đi đâu? Thấy Chính Dương lão tổ nhanh chóng lùi về phía sau, Diệp Đế Hào bật cười lạnh lùng. Anh sát phạt đến như một đạo thần mang. Chính Dương lão tổ chạy đến đâu, anh đuổi theo đến đấy. Biển thiên lôi khổng lồ cũng theo đó mà kéo Chính Dương lão tổ vào trong phạm vi độ kiếp. Phụt! Sau một đạo lôi kiếp giáng xuống, cơ thể của Chính Dương lão tổ lập tức bị thiên lôi giáng cho tới mức tàn hoang tàn tạ. Ông ta còn chưa kịp đứng vững thì đạo thiên lôi thứ hai cứ thế giáng xuống, cả cơ thể ông ta bị thiên lôi giáng tới mức máu me bè bét. A! Chính Dương lão tổ cơ thể thảm hại, ông ta toàn thân đều nội thương, muốn sát phạt lên nhưng lại kiêng dè biển thiên lôi nên chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau, bị Diệp Đế Hào đuổi chạy khắp nơi.
uy lực của thiên kiếp này mạnh thật. Chỉ cần là người nhìn thấy chính Dương lão tổ thì đều tái mét mặt mày, đâu ai dám dừng chân. Người nào người nấy cắm đầu bỏ chạy thục mạng ra khỏi phạm vi thiên kiếp. Lúc này không ai dám sát phạt đi bắt Diệp Đế Hào nữa. Không phải bọn họ sợ Diệp Đế Hào mà sợ thiên kiếp mà Diệp Đế Hào dẫn ra. Thiên kiếp của tên này không phân biệt ai với ai. Chỉ cần kẻ nào vào trong phạm vi của thiên kiếp đều bị lôi đi ứng kiếp. À! Trên hư không, tiếng gào thét của Diệp Đế Hào vang lên không ngớt. Anh đúng là mạnh mẽ, bất thường. Có thiên kiếp lôi hải trợ uy nên anh chẳng có gì phải kiêng dè. Hơn 30 tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên, hơn 1.000 tu sĩ ở cảnh giới không minh bị anh đuổi từ nam tới bắc, từ tây sang đông. Cảnh tượng này đúng là vô pháp vô thiên. Ra vẻ rất giỏi đấy. Thái hư cổ long dưới lòng đất nhàn nhã lên tiếng. Ôi trời, vừa khi nghe được tin tức này, chư vị ở thành cổ thiên thu lập tức nhảy dựng lên. Hơn 30 tu sĩ cảnh giới chuẩn thiên, hơn 1.000 tu sĩ cảnh giới không minh, có cần xuất sinh tới mức như vậy hay không chứ? Thời khắc chuẩn bị dịch chuyển rồi. Lúc này lão tổ của các thế lực ở đại sở đều hạ mệnh lệnh này. Tất cả đều biết Diệp Đế Hào là tên mặt dày. Nếu như chỉ cần không để ý mà sát phạt đến thì đúng là náo nhiệt. Cái gì? Tần Vũ độ kiếp sao? Còn kéo theo cả đám người độ kiếp. Tin tức này nhanh chóng được truyền khắp Bắc Sở. Lại là độ kiếp. Chỉ cần là người nghe tin này thì khóe miệng đều dịch dịch. Đặc biệt là những người ở Bắc Chấn Thương Nguyên, người nhà họ Viên, sau khi nghe tin bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đều đã từng trải qua thiên kiếp, nên cho dù không tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe nói thì bọn họ cũng thấy đồng cảm. Bên trong đại điện của Thiên Huyền Môn, khi nhìn thấy cảnh tượng vô pháp vô thiên này, Phục Nhai tặc lưỡi. Ta đã bao năm rồi chưa từng chứng kiến cảnh tượng hoành tráng thế này. Lấy thiên kiếp phá địch là một cách làm không tồi. Ở một bên, Đông Hoàng Thái Tâm đang nhàn nhã sửa móng tay cũng lên tiếng. Chỉ là không biết sau thiên kiếp này hắn có làm loạn thế này được nữa hay không. Bùm đung uinh. Trên bầu trời là những tiếng sấm sét rền nổ vang. Dưới bầu trời là những bóng người ôm đầu chạy tán loạn. Giờ phút này chẳng còn ai quan tâm cảnh giới chân thiên, cảnh giới không minh nữa. Diệp Đế Hào đi tới đâu là sấm sét lao tới đó. Khung cảnh rất hào hùng, tràn ngập tiếng la hét. Rất nhiều người đã bỏ mạng dưới thiên kiếp, rất nhiều người cửu tử nhất sinh mới chạy thoát được, đầu không ngoảnh lại, chạy đi một mạch. Bùm đung uinh. Diệp Đế Hào ra tay liên tiếp, đánh bay 4 đạo thiên kiếp từ trên trời giáng xuống. Sau đó anh xoay người chuẩn bị đuổi theo Chính Dương lão tổ một lần nữa. Tuy nhiên anh phát hiện Chính Dương lão tổ đã nhân lúc anh đối phó với thiên kiếp mà chạy đi rất xa. Tốc độ bó chạy của ông ta cũng cực kỳ bá đạo, coi như ông là chạy nhanh đó. Diệp Đào chửi một tiếng, liếc mắt nhìn xung quanh, lao thẳng đến nơi tập trung đông người nhất. Vừa thấy Diệp Đế Hào ló mặt đến, những kẻ mạnh vốn đã chật vật suýt nữa thì tức hộc máu. Không nhiều lời, lập tức quay đầu bỏ chạy. Chỉ sợ chạy chậm một chút là sẽ bị tên xúc sinh mặt dày Diệp Đế Hào này đuổi theo. Chạy, chạy đi đâu? Không phải vừa nãy các ngươi rất lợi hại sao? Lão tử không ra oai, lại tưởng ta đây là chuột. Dưới bầu trời truyền đến tiếng gào hét của Diệp Đế Hào. Anh vẫn giữ vững tinh thần. Anh vẫn giữ vững tinh thần vô liêm sỉ của mình. Nơi nào đông người là anh chui đầu tới. Hơn nữa còn không chơi theo lối thông thường. Đuổi một lúc rồi đột ngột xoay người chạy về hướng khác. Phụt phụt phụt. Vẫn là cảnh tượng đẫm máu. Từng người bị lôi kiếp từ trên trời đánh trúng, vô cùng đau đớn. Người cả đời chưa từng thấy thiên kiếp, lần này nhìn thấy lại có cảm giác vô cùng sững sờ. Ngay khi Diệp Đế Hào đang thể hiện sức mạnh thì một tiếng rồng gầm kinh thiên vang lên từ hư không phía đông. Tiếng rồng gầm này mang theo khí phách và sức mạnh của sấm sét, uy nghiêm không gì sánh được, giống như ý chí của đất trời khiến người ta không có dám chống lại. Và lúc này những người đã thoát ra được đều ngẩng đầu nhìn lên nơi đó. Đập vào mắt bọn họ là một con cự long chừng 1.000 trượng, toàn thân được bao phủ bởi sấm sét, hoặc có thể nói rằng nó được hình thành từ sấm sét. Gầm một tiếng chấn động bầu trời, gầm 2 tiếng hư không sụp đổ, gầm 3 tiếng thiên địa nứt lìa. Đó là cái gì thế?
nhìn con cự long sấm sét, vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Long, long gia, đó là cái gì? Diệp Đại Hào ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Lần trước độ kiếp, anh cũng chưa thấy rồng sấm sét bao giờ. Đây chính là điều thú vị mà ta nói. Dòng thái hư cổ long lập tức vang lên. Khi huyền linh chi thể độ thiên kiếp thì đã dẫn ra phi hoàng sấm sét. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của ta, ngươi đã dẫn ra được thần long sấm sét. Sau đó thì sao? Diệp Đào vội hỏi. Đánh thôi. Thái hư cổ long ngoáy ngoáy lỗ mũi. Giết thần long sấm sét đó đi. Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ thoát được thiên kiếp. Thì ra là vậy. Ánh mắt Diệp Đại Hào đột nhiên trở nên sắc bén, tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhưng ngay khi anh định xông lên hư không để chiến đấu với thần long sấm sét, thì một tiếng gầm thứ hai đã vang lên. Lập tức có hàng tỷ tia sấm sét tụ lại phía trên hư không phía tây, hình thành một thứ khổng lồ khác. Nhìn kỹ lại thì đó là một con bạch hổ với thân hình cao nghìn trượng, tiếng gầm gừ rung trời lở đất, mang theo sức mạnh và uy nghiêm kinh hoàng. Mẹ kiếp, vẫn còn sao? Lúc này ngay cả thái hư cổ long cũng phải giật mình ngẩng đầu lên. Gầm! Lời nói vừa dứt, tiếng gầm kinh thiên động địa thứ ba lại vang lên. Trên hư không phía bắc có sấm sét ngưng tụ, hình thành một con huyền vũ sấm sét khổng lồ. Nó cực kỳ to và nặng, toàn thân tản ra sấm sét với uy lực cực mạnh. Có cần ghê gớm vậy không? Thái hư cổ long lúc này đã trợn mắt há hốc miệng, dường như có thể nhìn thấy huyền vũ khổng lồ qua nghìn sông vạn núi. Gầm! Lại một tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang vọng cả bầu trời rộng lớn, vang lên ngay khi lời nó vừa dứt. Trên bầu trời phía nam, dưới sự chú ý của mọi người, một con phượng hoàng sấm sét to lớn đã được hình thành. Không, không cần phải thế chứ. Nhìn hư không phía xa xa, Diệp Đại Hào nuốt nốt bọt ân ực. Trời đất, ta, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Đại Hào lập tức ngắt lời của thái hư cổ long. Ngươi cứ nói một câu, lại một thêm một con xuất hiện, ngươi có thể ngậm cái miệng thối của ngươi lại được rồi đấy. Có thể trách ta được sao? Thái hư cổ long bực bội. Lão tử vẫn đang nói này, sao nó không ra nữa chứ? Gầm! Thái hư cổ long vừa dứt lời, tiếng gầm thứ năm liền vang lên. Chính giữa hư không lại hình thành một con kỳ lân sấm sét cực lớn. Ồ, vừa nhìn thấy cảnh này, khóe miệng thái hư cổ long đột nhiên dịch liên hồi. Lần này nó thực sự ngậm miệng, không dám hé răng nửa lời. Nếu lại nói thêm nữa thì một con nữa xuất hiện, có lẽ Diệp Đại Hào sẽ bóp chết nó. Sắc mặt Diệp Đại Hào đã tối sầm từ lâu, không đợi thái hư cổ long lên tiếng, lúc này anh đã có ý định muốn bóp chết nó rồi, sau đó sẽ lột da nó, sâu nó lên thành xiên. Gầm 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 gầm. Tiếng gầm rú không ngớt vang lên, kèm theo đó là tiếng sấm sét và uy lực đáng sợ. Cảnh tượng tráng lệ trên bầu trời lúc này, phía đông có thần long sấm sét bay lượn, phía tây có bạch hổ sấm sét gầm gừ, phía nam có phượng hoàng sấm sét cất tiếng gầm, phía bắc có huyền vũ sấm sét mở đường, chính giữa là kỳ lân sấm sét gào thét. Lúc này sắc mặt mọi người đều thay đổi. Ta đã thấy rất nhiều người độ kiếp, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng thiên kiếp kinh khủng như thế này. Một lão tu sĩ già mấp máy môi nhìn lên trời cao với vẻ mặt khó tin. Phía đông có thần long, phía tây có bạch hổ, phía nam có phượng hoàng, phía bắc có huyền vũ, chính giữa có kỳ lân. Rốt cuộc đây là thiên kiếp gì chứ? Sống mấy trăm năm nay, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Dẫn ra được thiên kiếp thế này, thiên phú của Tần Vũ phải cao đến nhường nào chứ? Vẻ mặt cao thủ của Tam Tông đầy vẻ chấn kinh, khiếp sợ. Người có thiên phú như vậy, nếu không giúp được gì cho Tam Tông thì nhất định phải chết. Chính Dương lão tổ đã biết bát lắm rồi, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng. Cũng như ông ta, trong mắt cao thủ của Hàng Nhạc Tông và Thanh Vân Tông đều lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hiếm khi cao thủ ba tông có thể đồng lòng như vậy, bất kể là cái giá nào cũng phải giết bằng được Diệp Đế Hào. Thần long sấm sét, bạch hổ sấm sét, phượng hoàng sấm sét, huyền vũ sấm sét, kỳ long sấm sét, bốn thần thú, một thần linh thú. Rốt cục Tần Vũ người là người như thế nào chứ? Cơ Tuyết Băng nhìn lên trời cao, vẻ mặt cũng cực kỳ khiếp sợ. Với thiên phú của cô ta mà chỉ dẫn ra được một con phượng hoàng sấm sét, nhưng Diệp Đại Hào lại dẫn ra những bốn thần thú sấm sét, một thần linh thú sấm sét. Thiên phú của cô ta đã hoàn toàn bị đè bẹp.
Giết, giết, giết. Doãn Chí Bình chật vật, khuôn mặt gớm ghiếc đã hơi vặn vẹo, trông như một ác ma. Từ thái hư cổ long trong cơ thể, hắn ta biết được người có thể dẫn ra thiên kiếp thế này thì thiên phú phải gọi là nghịch thiên. Bởi vậy hắn ta không thể chấp nhận được, không chấp nhận được việc thiên phú bị đè bẹp. Bởi vì đến giờ hắn ta mới chỉ độ thiên kiếp có một lần, hơn nữa trong lần đó đừng nói là bốn thần thú, một con châu chấu cũng không thấy xuất hiện. Thánh chủ, thần phạt này của hắn. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai nhìn cảnh tượng trong màn nước rồi lại nhìn sang Đông Hoàng Thái Tâm. Thần phạt từ ngàn xưa chỉ có hoàng cổ thánh thể mới có được. Đông Hoàng Thái Tâm mỉm cười, hắn chỉ có căn nguyên của hoàng cổ thánh thể chứ không có thần tàng của hoàng cổ thánh thể. Nếu là hoàng cổ thánh thể hoàn chỉnh thì chỉ không có bao nhiêu đây thôi sao? Hắn chỉ có là một nửa hoàng cổ thánh thể, không biết có chống lại được thần phạt từ ngàn xưa này hay không. Ta có niềm tin vào hắn. Hầm hầm hầm. Giữa đất trời, ngoài tiếng sấm rét rền vang thì tiếng gầm thét của thần thú vang lên. Nhìn lên hư không, năm con thần thú to lớn ở năm hướng, con nào cũng được sấm sét bao quanh, con nào cũng mang uy lực đáng sợ. Vì sự tồn tại của chúng mà cả đất trời đều phải run rẩy. Lão tử chỉ độ kiếp thôi, các người có cần phải làm lớn như vậy không? Diệp Thái Hào dịch dịch khóe miệng nhìn lên hư không. Giết, giết hết chúng đi. Thái hư cổ long hét lớn, giết hết. Diệp Thái Hào lập tức sắn tay áo, sau đó vùng bá long đao lao vút lên trên bầu trời.